bị bệnh thận nặng, bị suy thận giai đoạn cuối. Em cứ tưởng là ba em ngủ, tại vì ổng nhắm mắt mà ổng say lắm, mà bác sĩ nói không phải ngủ. Ba em lúc đó là hôn mê, hôn mê, không tỉnh nữa, mổ liền ngay trong đêm luôn. Đi vệ sinh thì ba em hơi lớn, lớn con xíu, cho nên là em không thể nào mà làm một mình được á, lo cũng nhờ mấy cô chú nằm kế giường bên, kiểu như là phụ giờ, em á ha. Dạ phụ em. Cái thùng rác lớn anh, ở cái khoa nào mà lớn quá thì cái khoa nào mà nhiều phòng lớn có cái thùng rác lớn là người ta thường hay là người ta về là người ta đem chiếu, người ta vứt, người ta đem chiếu, người ta vứt cả cọc vậy. Mình lấy hai cái hay cái gì đó mình lót nằm. Dạ đúng rồi. À em nhỏ xin gửi lời chào đến cô chú anh chị thân mến. Hiện tại thì em nhỏ đang có mặt tại bệnh viện 115 ở quận 10. Thì em nhỏ vừa mới được một cái chú giới thiệu về một cái trường hợp đang điều trị bệnh tại đây. Và nghe nói là gia đình này đang gặp khó khăn cũng như cần sự giúp đỡ. Và hơn nữa là gia đình này ở quê nó cũng rất là kinh tế nó không có, và tất cả là nhờ vào tình thương của mọi người. Cho nên thì em nhỏ mới có mặt tại đây để tìm hiểu xem gia đình này như thế nào, cũng như là bị bệnh gì mà điều trị ở đây. Nghe nói là cũng khá là nặng của chú anh chị. Thì em nhỏ đang đứng chỗ quầy thuốc ở chỗ bệnh viện 115 để chờ người nhà ra. Xin mời cô chú anh chị cùng gặp người nhà nha. Đây cô chú anh chị, em nhỏ mới vừa gặp người nhà. Người nhà đây là bé thôi ha. Bé là con gái của chú đang điều trị bệnh tại đây. Em có thể cho anh với lại cô chú anh chị biết là em tên gì và bao nhiêu tuổi được không? Lê Quý Đôn là ở đâu Tây Ninh bé? Dạ ở Hòa Thành Tây Ninh. Hòa Thành. Dạ. Tây Ninh. Ủa bé đang học lớp 12. Dạ em đang học 12. Rồi sao bữa nay không đi học? Dạ em xin nghỉ để xuống chăm bà. Tại kiểu như giáo viên trường em, cô giáo chủ nhiệm của em cũng biết là hoàn cảnh nhà em có mẹ bị bệnh, ba cũng đang bị bệnh tai biến, cho nên là cô có xin nhà trường cho em được nghỉ để lên thành phố chăm ba. À cũng và kiểu như là không có tính cái nghỉ đó nhưng vẫn cho em học tiếp á. Rồi rồi bài vở có theo kịp không? Bạn bè không? Bài vở thì hiện tại em không theo kịp được bạn bè. Nhưng mà cô bảo là em có thể là thi kiểu như là mình biết cái gì mình thi cái đó để có thể mình tốt nghiệp thôi. Chứ rồi. Mình loại giỏi thì em không theo đuổi được nữa. Anh hiểu rồi, có nghĩa là cô chủ nhiệm cũng như nhà trường đang ưu ái cho em á. Tại vì biết hoàn cảnh em ba mẹ đang bệnh. Dạ. Ha. Giờ em này tên Thư đúng không? Dạ. À, Thư cho anh được biết á là gia đình mình là có mấy người? Dạ, gia đình em có ba người, có ba mẹ em với em. Ủa là em là con một á ha? Dạ, đúng rồi. À. Rồi ba em là tên gì? Ba em tên là Nghiêm Thanh Sơn. Nghiêm Thanh Nghiêm Sơn. Thanh Sơn. Ông sinh năm 1963, năm nay 61 tuổi. Và ba em thì hiện đang bị tai biến. Không, cho từ từ, cái đó bệnh tình thì anh từ từ hỏi sau ha. Dạ. Rồi còn mẹ em là tên gì? Dạ mẹ em tên là Hà Thị Xuất. Hà Thị Xuất. Cũng tuổi cũng bằng ba em không? Không, dạ mẹ em nhỏ hơn ba em nhiều mấy tuổi. À. Sinh năm 1977. Rồi ba mẹ ở quê là làm gì vậy Thư? Dạ mẹ em thì 12 năm nay không có đi làm được tại mẹ em bị bệnh thận nặng, bị suy thận giai đoạn cuối. Còn ba em thì đi bán buôn bán ở ngoài chợ để nuôi mẹ em. Buôn bán là mình mua ba em bán trái cây, bán cam ở ngoài chợ phường 4. À
làm bán dạo ha. Dạ, đúng rồi. À, rồi như vậy là có một mình, nhà em mà có một mình em thôi, cho nên là phải lên đây phụ chăm sóc. Dạ, Thư có thể cho anh biết được là ba Thư đang nằm điều trị ở bệnh viện Nhân dân 115 đây á. Dạ. Là ba bị bệnh gì và lâu chưa? Rồi khi lên lúc này, lên đây lúc nào? À, ba em lên bệnh viện Nhân dân 115 này lúc ngày mùng 10 á. Mùng 10 tháng này á hả? Mùng 10 tháng 1 Tết á. Mình á, ngày mình á. Là khoảng 2 tháng mấy rồi? À, mùng 10 là lúc thứ hai buổi chiều. Thì ba em lên bệnh viện tỉnh ở trên bệnh viện Hòa Thành ở trên Tây Ninh, kiểu như là ổng bị chóng mặt với cứng tay cứng chân cứng lưỡi hết, rồi em lên đó để điều trị nhưng mà không có điều trị đỡ được nhiều hết cái nhưng mà lại kiểu như nằm ở đó cũng hơn 4 tiếng rồi, hơn 4 tiếng vàng rồi, cho nên là em lên đây có hơi là hơi trễ xíu. Cái là ổng bị tai biến nặng. Bác sĩ lúc mới đầu vô khoa cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán là ổng có máu đông trong cái mạch máu chính ở trên não. À, từ từ là ba em à, em cứ tưởng là ba em ngủ tại vì ổng nhắm mắt mà ổng say lắm. Mà bác sĩ nói không phải ngủ. Ba em lúc đó là hôn mê. Không tỉnh nữa. Và mổ liền ngay trong đêm luôn. Là lên bệnh viện Nhân dân 115 đây. Dạ, lên khoa cấp cứu ở khoa tai biến mạch máu não á. Rồi sáng hôm sau ổng tỉnh lại, ổng cũng chưa biết gì. Phải cái đó là kéo dài bao lâu Thư? Ba mà bị ba bị tai biến hay là chưa tỉnh lại? Chưa tỉnh lại á. Ba em chưa tỉnh lại chắc cũng kéo dài 5-6 ngày xong rồi. 5-6 ngày? Không phải. 2-3 ngày xong rồi mới tỉnh lại mới biết được. Nói em là ai á, kiểu như là nói thì không được nhưng mà chớp mắt em hỏi là ba biết con là ai không, phải Thư không, phải con gái ba không, cái ổng chớp mắt đó là ổng đang nghĩ thì là ổng biết nhưng mà ổng không có nói được. Còn xong á nằm điều trị ở phòng cấp cứu đặc biệt, xong cái ra phòng ngoài đỡ hơn xíu là ổng cái chân của ổng thì bắt đầu nó bị giật á, không phải là nó cử động mà kiểu như là thần kinh nó giật á. À, chứ ổng chưa có cử động được, cũng chưa có nói được luôn. Rồi tới giờ là ba vẫn chưa nói được. Vâng, vẫn chưa nói, vẫn cứ nằm như vậy thôi. Vâng. Rồi Thư có thể nói cho anh với mọi người biết là hiện tại ba em đang bệnh những loại bệnh nào trong người? Dạ, hiện tại thì ba em bệnh tai biến nặng nè, thì rồi bị nhiễm trùng đường tiết niệu. Rồi. Đường tiết niệu. Đi trong bàng quang có cặn đóng ở trong đó, rồi bị huyết áp, bị bệnh gan lâu rồi. Rồi bị ổng có mổ đĩa đệm, đã từng mổ đĩa đệm gắn ốc ở trong dưới xương. Thôi nói ba đi ha, cho nó thân thiện ha. Ờ đúng rồi, ba em đã từng mổ đĩa đệm gắn ở trong mấy năm rồi. À, như vậy là có 4-5 loại bệnh trong dạ, trong người của chú luôn. Dạ. À, rồi mẹ thì bị nãy Thư nói bị gì ở nhà? Mẹ em bị thận giai đoạn cuối. Là hàng tháng có đi chạy thận không Thư? Dạ, chạy thận cũng được nhưng mà mẹ em xài cái phương pháp mới á, là mổ ở trong bụng đây nè, lọc màng bụng á, một ngày truyền cái bịch dịch truyền dịch á 4 lần. Truyền vô người xong rồi lọc ra là 4 lần. À. Rồi mẹ như vậy rồi tiền đâu mà? Hồi đó thì ba em là lao động chính, thì ba em bán thì mẹ em có bảo hiểm mà, kiểu như bán cam á, rồi mỗi tháng là sẽ đi tái khám cho mẹ một lần, là
mỗi tháng tốn cũng tầm 2 triệu. Đó là có bảo hiểm 2 triệu hay là triệu mấy gì đó, mà em nghe là 2 triệu. Tại cái đó là hồi đó em không có biết nhiều về kinh tế gia đình đó. Là mẹ là bị suy thận, bị thận là khoảng từ nhỏ em không biết luôn hả? Từ lúc em còn hồi lớp 4, lớp 5 gì á. À. Tầm mười mấy năm rồi. Cái lúc đó là bán nhà hết luôn, có nhà rồi bán nhà hết luôn để mẹ em mổ cái màng bụng đó. Bán nhà ở Tây Ninh đó hả? Dạ, mổ cái màng bụng đó. Rồi sau này mẹ em còn bị nhiễm trùng một lần rồi phải mổ lại nữa, phải tốn tiền nữa. Rồi Thư bán nhà, rồi hiện tại là mình đang nhà dưới Tây Ninh là nhà của ai? Dạ, nhà trọ, ở nhà trọ. À, bán xong để lấy tiền chữa trị ha? Dạ, tiền chữa trị xong rồi... Cũng không đỡ bệnh. Cũng chỉ có thể kiểu như lọc màng bụng rồi chạy thận tại nhà thôi chứ không có hết thận được. Rồi mẹ giờ ở nhà đó ai chăm sóc? Mẹ em ở nhà trọ thì kiểu như có chủ nhà trọ với mấy cô chú hàng xóm xung quanh thương á. Thương gia đình em thì kiểu như cũng biết, cũng ở chung lâu thì cũng biết gia cảnh như vậy nọ, cái cũng chăm sóc mẹ em. Thư nói to lên xíu hả? Mẹ em nấu ăn không có được á, kiểu như là nhà em có cái ghế thấp hơn cái này xíu. À. Xong rồi cái gắn 4 bánh cái xe vô, cái mẹ em ngồi trên đó đẩy đi. Nhưng mà mẹ không có đi được á. Cái đó là để mẹ di chuyển trong nhà, à, nhà trọ. Di chuyển trong nhà, xong rồi cái có mấy cô, mấy chú ở gần đó thì cũng bới cơm, nấu cơm rồi đem qua cho mẹ em. Là những người hàng xóm thôi? Vâng. Chứ không phải là ruột thịt? Trọ. À. Chứ không có người thân. Rồi ba mẹ bệnh hết á. Rồi con Thư có cô dì chú bác không? Ruột thịt không? Ở Tây Ninh luôn hay sao? Vâng. Rồi có giúp được gì cho gia đình của Thư không? Cô em thì không, cô em không đi được. Nói chung là cũng có nhưng mà người ta bận việc gia đình của người ta nữa ha, đúng không Thư? Còn về kinh phí thì những cái người bà con em có hỗ trợ cho gia đình em không? À. Có kiểu như nhà mẹ em á, chị của mẹ em hỗ trợ cho mượn tiền để mổ. Mổ cái đó bao nhiêu tiền Thư? Dạ lúc đó mổ là 15 triệu là có bảo hiểm, bác sĩ người ta cho ứng trước, là người ta nói là chắc chắn có bảo hiểm thì bác sĩ sẽ mổ trước cho, rồi sáng mai gửi tiền lên thì mình đóng viện phí cũng được. À, dạ. Nói chung là cũng eo hẹp ha, tại vì gia đình em á, ba mẹ đều làm kinh tế nhưng không may là đổ bệnh, cho nên tất cả là phải vay mượn, giờ không biết nhờ ai cả. Rồi hiện tại Thư ở Bệnh viện Nhân dân 115 là chăm sóc hàng ngày á, chăm sóc ba ra sao, em có thể nói sơ cho anh biết được không? Cơm giống như người ta được á, không ăn mà cháo được luôn, tại kiểu như bị cứng lưỡi cho nên là uống sữa, em xua, uống em xua là một ngày năm lon, năm cử á, là mỗi lon là một cử, cách 4 tiếng một lần, bắt đầu từ 6 giờ sáng là 4 tiếng sau là 10 giờ, rồi 2 giờ uống một lần nữa, rồi 6 giờ, rồi 10 giờ là cứ cách sĩ bảo là sau 10 giờ là không được uống nữa. À. Cho nên là một ngày năm cử đó, rồi đi vệ sinh thì ba em hơi lớn con xíu, cho nên là em không thể nào mà làm một mình được á, lo cũng nhờ mấy cô chú nằm kế giường bên. Kiểu như là phụ em á ha. Dạ phụ em thì kiểu như là bây giờ em lật ba em qua mà em giữ, em có hai tay không giữ được.
là vừa vừa làm vệ sinh vừa cái giữ thì nó không có được, cho nên là nhờ mấy cô chú đó giữ cái hộ, cái giữ hộ cái lưng để ổng nghiêng người qua, rồi em bắt đầu lau chùi rồi thay này nọ. Ừ. Với lại ba em cũng có đại tràng á, bị đại tràng á, cho nên là một ngày ổng đi vệ sinh hơi nhiều, tại cái đường ruột nó không tốt, cho nên là nhiều lần hơi nhiều lần cực. Em dạ, cũng cực đúng không? Dạ, kiểu như là ăn bữa nào á thì nó không có hấp thu dinh dưỡng được nhiều mà nó ra liền luôn, là nó đi phân sống á, cho nên là hơi phải thay hơi nhiều. Những cái tiền thả, tiền giấy rồi gì đó, ổng cũng nhiều hơn người khác nữa. Tại vì mỗi lần thay là mỗi lần mà không thay á thì nằm lâu với lại ỉa nhiều thì nó lại đi vệ sinh nhiều á thì nó lại bị hâm, bị lỡ, cho nên là phải thay liên tục vậy. Rồi không, em không thể nào nhờ bà con cô bác gì để lên phụ chăm á hả? Ví dụ như không, ý là em có nhờ chưa? Dạ em nhờ rồi. À, lúc mà ba em còn ở dưới đó là lúc mà chưa bị nặng á, là mới lên bệnh viện Hòa Thành thôi, là em đã gọi điện nhờ rồi nhưng mà không muốn lên. Rồi sau này cũng không có gọi lại để hỏi ba em có bị sao không luôn. À dạ. Thôi anh cũng hiểu rồi ha. Dạ. Như vậy rồi tiền bạc kinh phí rồi thư đóng, tiền đâu thư đóng cho ba ở đây? Dạ thì vay mượn với lại dạ, cô giáo của em á có kiểu như thương em, cũng có đăng cái bài viết lên trên mạng để kêu gọi người ta giúp đỡ, xong rồi với lại mạnh thường quân ở trên xã, trên huyện gì đó, nhà em hộ nghèo á thì cũng hỗ trợ đem tiền đến cho mẹ em gì đó, rồi mẹ em đưa xuống đây. À như vậy là ở nhà mình cũng có hộ nghèo ha. Dạ, được hộ nghèo. Được chính quyền công nhận là hộ nghèo. Dạ. Cho nên bảo hiểm của ba mẹ nó sẽ nhiều hơn chứ những người khác ha. Em là bị bệnh cho nên là được bảo hiểm là bảo trợ, là người bảo trợ, còn ba em với em là hộ nghèo. À rồi như vậy anh ví dụ thôi nha. Dạ. Ví dụ như tình trạng của ba anh ví dụ thôi mà nó kéo dài khoảng 2-3 tháng thì thư sẽ tính sao, theo cái suy nghĩ của em ban đầu thôi, em tính sao, định tính sao? Suy nghĩ lúc đầu hả? Anh ví dụ á, anh ví dụ giờ bác sĩ nói là tình trạng của ba kéo dài 2-3 tháng nữa thì em định tính sao? hơi khó. Dạ, khó dữ. Ừ, rồi. Với lại quá nhiều bệnh nền, mình không thể trị hai cái cùng một lúc được. Cho nên hiện tại thì em đang trị cho ba em cái bàng quang á, tại vì ổng đi tiểu không có được, ứ lại rất là khó chịu, với lại nó không tốt. Ừ. Là đang trị bàng quang ở trong cái khoa bệnh nhiệt đới, cho nên là muốn trị cái tai biến bây giờ thì nó hơi khó, mình uống hai loại thuốc cùng một lần thì không có được. À chà, vậy là phải trị từng bệnh trước ha Thư ha. Dạ đúng rồi. Ừ. Rồi để em mình tai biến mình nằm lâu á cũng bắt đầu chuyển qua viêm phổi rồi này nọ, với lại lỡ lét ở cái lưng ha. Dạ đúng rồi. Rồi Thư chăm ba trong này nè. Dạ. Có mệt mỏi không? Tối rồi có biết chỗ ngủ hay là ăn uống từ thiện quanh bệnh viện không? Dạ thì từ thiện quanh bệnh viện thì ngày thứ bảy chủ nhật là người ta cho nhiều lắm, là cơm chay rồi bánh bao. Thì mình cứ hỏi mấy chú người ta ở trong đó lâu á thì người ta chỉ mình cái khung giờ. Đúng rồi, người ta chỉ mình ra mình nhận, hoặc là lúc mà dạo ra ngoài mình mua đồ tả sữa
anh. Ở cái khoa nào mà lớn quá thì cái khoa nào mà nhiều phòng lớn, có cái phòng rác lớn là người ta thường hay là người ta về là người ta đem chiếu người ta vứt. Người ta đem chiếu người ta vứt cả cọc vậy đó. Mình lấy hai cái hay cái gì đó mình lót nằm. Dạ đúng rồi. À. Lót nằm. Cái mặt nào sạch thì mình lót nằm. Mình nằm ba em cái giường đơn á, rồi nằm ở đó, nằm ở dưới cái gầm giường là nằm ở đó ngủ. Có mà có khi ngủ được, có khi ngủ không được. Tại vì kiểu như buổi tối mà cái lại khoa ở đó là khoa thần kinh, cũng có nhiều bệnh nhân người ta bệnh não á, người ta đâu biết gì đâu, người ta la sáng đêm vậy đó. Rồi ba em cũng kiểu như lúc đau lúc không đau, lúc đau thì ông ngủ mà lúc không đau thì lúc đau thì ông la. Ông la kiểu như đau quá. Có quậy không? Có ý là có gồng người hay là có gồng hai cái tay gồng lơ vậy nè, nhưng mà hai, không có nắm lại cái bàn tay là được, nhưng mà gồng hai cánh tay thì được. Với lại ổng la, ổng không nói được nhưng mà ổng la được, ổng la ú ớ vậy đó là mình biết ổng đau. À là như vậy. Anh cũng có một người họ giới thiệu hoàn cảnh của em đến với cho anh. Thì hôm nay anh tới bệnh viện tại vì cái phòng ba em nằm á, là chăm sóc đặc biệt, ngay cả em còn khó để mà vô gặp ba, đúng không? Dạ, bảo vệ kiểm tra á, là anh không thể nào vô được rồi đó, cho nên là em nhỏ không có đi vào gặp chú được. Mong cô chú anh chị thông cảm. Cũng như Thư ha, anh nói anh biết trường hợp của gia đình em, cho nên hôm nay anh đại diện cho Mạnh Thường Quân gửi cho gia đình em ít tiền để mà mình có cái trang trải trong bệnh viện ha. Đây Thư ha, ở đây là có thứ nhất là nhóm cô Trâm ở quận 10 gửi cho gia đình Thư là 1 triệu. Thứ hai là một cô Nguyễn ở Úc gửi 1 triệu. Thứ ba là nhóm từ thiện bông cải xanh là 500 ngàn. Và cuối cùng là chị Lệ ở quận 3 là 500 ngàn. Tổng số tiền là 3 triệu đồng. Nha. Đây Thư đếm giùm anh ha, đủ 3 triệu không ha? Đúng 3 triệu mà. Dạ, em con cảm ơn cô chú rất là nhiều đã giúp đỡ gia đình con. Rồi đây nữa là một tờ tiền 2 đô may mắn của anh Bùi Đồng Nai ở Chicago, Mỹ á. Dạ. Gửi cho con. Chúc con là có sức khỏe này để chăm sóc cho ba ha. Dạ. Cũng như mẹ, và học giỏi nữa. Sau này ba khỏe thì về học giỏi nữa nha. Dạ. Đây. Dạ. Nhận lên. Cảm ơn chú rất là nhiều. Rồi tiền bạc trong giữ trong người là được không? Dạ được. Phải cẩn thận nha, có mình con đó nha. Có mình Thư. Dạ. Nhầm chứ đâu cũng nhỏ lắm. Rồi bây giờ mẹ là có điện thoại ở nhà không? Dạ chắc có. Có hay không chứ sao chắc có. Có mà có khi là mẹ em ngủ nghỉ ngơi á. Thôi bây giờ như thế này ha. Thư điện về nhà cho mẹ biết. Dạ. Ha, để cho người lớn họ dễ tính toán về những cái chi phí của bệnh viện nữa. Gọi video luôn. Đâu xoay qua đây anh coi thử mẹ bắt máy không. Rồi em cứ nói chuyện với mẹ bình thường. Mẹ ơi. Em cứ nói đi, bỏ cái loa. Có chú Hùng á, có kêu cái anh
anh này nè lại quay phim giúp đỡ cho tiền á mẹ nè. Con chào cô nha. Cô chào con. Dạ. Đang quay nè mẹ. Cô ở nhà có khỏe không? Cô cũng được đỡ khỏe con. Dạ con được một người giới thiệu về cái trường hợp nhà cô á. Nghe nói là cũng khó khăn đang cần giúp đỡ cô. Thì nay con gặp bé ở bệnh viện được một năm nè. Dạ. Để cho con có gửi bé là 3 triệu đồng nha cô nha. Cô cảm ơn con nha. Dạ. Để tại vì tiền bạc rồi nên để nói cho cô để cô sắp xếp cái viện phí của chú cho này nữa nha. Rồi. Cảm ơn con nhiều nha. Dạ. Đó anh nói thông báo cho mẹ nè. Dạ. Để mẹ biết. Để mẹ sắp xếp những cái chi phí ở trên này nữa nha. Dạ. Em nói với mẹ tí em vô em rảnh em điện sau. Dạ. Tí vô rảnh con điện lại đi nha. Mẹ vô dịch đi nha. Ví dụ sau này lần sau anh có gặp lại thì anh xuống nhà trọ ở dưới Tây Ninh được không? Anh xuống Tây Ninh được thì anh có thể xuống đó. Ý là từ đây tới xuống đó nhà trọ em là khoảng bao lâu, bao tiếng, bao nhiêu tiếng? 2-3 tiếng, tùy theo anh đi xe nào nữa. Tại hồi đó ba mẹ em đi xe máy mà đi khám cho mẹ em á, là ba em chở mẹ em đi xe máy không à, là cũng tầm 2-3 tiếng. Đi xe máy từ đó lên tới đây. Không dữ lắm. Mẹ em cũng ngồi được mà tại dạo này mẹ em yếu hơn á. Cho nên là có cái cô kia cổ giúp đỡ cổ. Hình như là xe nhà cổ hay gì đó cho mẹ em ngồi. Ô tô hả? Ô tô hả? Ô tô. Là không tốn tiền. Không tốn tiền. Thôi thì như thế này. Ví dụ thôi ha. Ví dụ nói là bác sĩ nói là ba em á là không thể nào chữa khỏi thì em tính làm sao? Nghe cá nhân em thôi, cá nhân của cái tuổi em thôi. Em tính là chị khỏi cái đau dị bàng quang cho ba em là sẽ xuất viện về nhà để về nhà chăm sóc. Kiểu như là để em đi thi là để em đi học hết 12 tốt nghiệp rồi xong lại ra trường rồi mình có việc làm. Gặp chú chịu chào đi ơi. Trời ơi. Làm như người làm mặt cô cũng nói như vậy để cho em có thời gian em đi học. Mướn người tầm 8-9 triệu gì đó. Sao mướn sao nổi? Thì đó. Tiền đâu mà mướn? Nói chung là em đang nói về vấn đề học của em. Tại vì gần tới phải thi tốt nghiệp, cho nên là cái hướng là người ta chỉ cho em, cô giáo chỉ cho em là nên mướn người để chăm sóc ba trên này để em đi thi tốt nghiệp cho nó được tốt nghiệp đúng không? Dạ không, mướn người có nửa buổi à. Buổi sáng thôi, còn buổi tối thì em chạy lên. Em vẫn chăm, không ở nhà luôn, không chạy lên. Buổi tối thì về em vẫn chăm. Có khi mà Thư thấy á, ba nè, mẹ bệnh nè, mà không có chi phí để mà trả cho viện phí đồ thuốc thang á, thì trong cái suy nghĩ thôi nha, trong cái suy nghĩ của Thư có khi nào mà thôi mình nghỉ học, mình dừng tạm dừng cái việc học của mình lại để mình đi kiếm tiền không? Mình dạ, không? Lúc ba em mới lên đây cấp cứu là em nghĩ vậy đó. Em suy nghĩ sao? Em nói là cỡ này chắc cũng em cũng sẽ nghỉ học để đi làm, chứ mà bây giờ mà đi học thì tiền đâu mà ra. Đi học thì vừa tốn tiền mà vừa tốn thời gian nữa. Mình đi làm thì nó sẽ có tiền mà nó vẫn tốn thời gian, nhưng mà nó sẽ có tiền mình chăm ba nữa, chăm mẹ nữa.
lúc đó em thợ định nghỉ học đó, là chỉ cần ở xuất viện về thôi là em nghỉ đó. Nhưng mà may mắn là em được cô giáo và các mạnh thường quân cũng mọi người hỗ trợ rất là nhiều. Ở cái đó là ở địa phương em thôi đúng không? Dạ. Ở vòng vòng chỗ trường rồi địa phương thôi. Dạ, dạ đúng rồi. Thôi anh cũng mong là nếu mà cô giáo có xem được cái clip này á, thì thật sự là nhiều người sẽ cảm ơn cô giáo rất là nhiều. Dạ. Đã cho em những cái lời khuyên nè, cũng như là đi quyên góp những cái chi phí á, để cho gia đình em đóng viện phí. Dạ. Cũng như là điều trị thuốc cho mẹ ở nhà. Dạ đúng rồi. Cô giáo em với các cô, các thầy trong trường, Mạnh Thường Quân hỗ trợ rất là nhiều. Hỗ trợ rất là nhiều. Dạ. Cho tiền là cô em sẽ nem lại nhà cho mẹ em hết. Nhưng mà Thư phải hiểu như một điều như thế này. Dạ. Là không phải người ta giúp hoài cho gia đình Thư được nha. Dạ. Có khi là vài lần thôi. Đó là thực tế, anh nói thật. Cái đó là thực tế mà. Tại vì để đi làm hả? Vâng. Chứ không định học rồi đại học. Không. Không là vì sao Thư? Học đại học thì bây giờ em phải chia thời gian ra để mà học. Buổi tối em chắc chắn là phải ở nhà chăm ba, cho nên là sẽ không đi làm được. Và buổi sáng mà còn đi học nữa thì không thể nào mà có tiền được. Nói chung là ý của Thư là không có đủ điều kiện để mà đi học đại học. Là bây giờ trong cái suy nghĩ của Thư á, là tốt nghiệp xong lớp 12 rồi đi làm cái gì đó để mà có thời gian mà chăm sóc cho ba mẹ. Dạ. Đúng không? Anh nói đúng không? Dạ đúng rồi. À. Thôi bây giờ anh lên đây gặp em thì cũng biết em rất là thật hiền nữa. À, học có giỏi không? Dạ em học lại khá thôi. Khá là cũng 8 chấm mấy à? Hơn trung bình á. À. Dạ. Chủ yếu học yếu tiếng Anh thôi chứ. À đúng rồi, tại vì mình dân tỉnh nó không bằng dân thành phố đâu, anh nói thật về tiếng Anh, ngoại ngữ. Dạ. Thôi bây giờ Thư vô chăm ba ha. Dạ. Rồi có gì thì anh sẽ liên lạc lại với Thư. Dạ rồi. Rồi chăm ba nói cho ba biết được không ta? Ba hiểu. Dạ. Nói cho ba biết rồi anh tới thăm ha, cho ba vui nha. Dạ. Để cho ba có những cái tích cực mà ba chống chọi lại với bệnh ha. Rồi có gì anh sẽ liên lạc lại. Rồi một lần nữa thì anh xin thay mặt gia đình em cảm ơn quý Mạnh Thường Quân đã gửi số tiền đến cho gia đình em. Em cũng cảm ơn các Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Trong lúc khó khăn có rất là nhiều người tốt giúp đỡ gia đình em. Rồi gia đình mà vừa chăm mẹ vừa chăm em luôn. Tiền học tiền nhà, tiền ăn, tiền uống, tiền gì cũng là ba lo hết. Ba là trụ cột trong nhà ha. Lâu lâu thì còn có thể kiểu như là được cô chú ở ngoài quê mẹ hỗ trợ thêm, mà tại vì không có tiền mua sữa cho mẹ, mua thuốc cho mẹ. Nhưng mà chủ yếu thì vẫn là ba em hỗ trợ. Ba em đi làm, ba em vay mượn, có như là mà mẹ em đi truyền máu á, là kiểu như mẹ em bị thận có thể hay thiếu máu phải nhập viện, có khi mẹ em nhập viện tuần vài tháng á, là phải nhập viện một lần, là tốn tiền truyền máu rất là nhiều. Thôi thì như thế này ha thôi ha. Dạ. Bây giờ tạm thời thì anh một hai ngày đăng clip này lên. Dạ. Rồi có gì cô chú phản hồi á thì anh sẽ điện lại cho Thư nha. Dạ. À, rồi theo cái suy nghĩ của em, anh tính á là ráng tốt nghiệp 12. Dạ. Sau đó là nghỉ học nghề. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi
nếu cô chú anh chị có những cái hướng nào tốt hơn cho Thư, cũng như là có cái cách nào để gia đình em nó gỡ rối trong cái lúc này á, thì góp ý dùm em nhỏ. Còn thôi bây giờ em nhỏ xin tạm kết thúc clip ở đây, để cho Thư vào bên trong chăm ba với lại cho ba uống sữa đúng không? Dạ đúng. Thôi bây giờ Thư vô đi. Rồi dạ. Anh xin phép anh về luôn ha. Dạ.